Một cái hộp baking soda mình đã cầm trên tay đây. Baking soda công dụng của nó là gì và nó sẽ như thế nào thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với channel review trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình có lại giới thiệu cho các bạn một sản phẩm decor tiếp theo, đó chính là một sản phẩm một bông hoa. Để mình tìm kiếm một sản phẩm này nhé. Một cây hoa cỏ dại. Mình cũng không biết là hoa này là cái hoa gì, hoa này là cái quả gì nữa. Nhưng mà nhìn khá là đẹp mắt và phù hợp với các bạn trong cái việc decor cho cái các căn phòng của mình thêm sinh động hơn. Đấy, cái này các bạn cũng có thể dùng để cắm vào cái bình hoa của mình để đặt trước cái bàn làm việc để cho nó có một cái phong cách. Để mình kiếm sản phẩm này là baking soda sáng cho cái bàn làm việc của chúng ta. Bàn của tớ thì của mình thì bây giờ là nó rất là tối tăm. Nên là một lát nữa mình sẽ phải dọn hết baking soda. Mình sẽ tìm kiếm sản phẩm này với tên gọi là baking soda. Baking soda. Mình cũng chưa tìm cái này bao giờ, mình cũng chưa dùng này làm gì. Đây đã ra sản phẩm rồi. Đây ra rất là nhiều luôn. Ra đúng cái hộp này. Baking soda này. Baking soda là gì và baking soda có công dụng như thế nào và nó sẽ được dùng cho những cái dùng để làm gì thì mọi người cùng nhau tìm hiểu nhận. Đầu tiên đó chính là baking soda là gì. Thứ hai của video là công dụng của baking soda. Công dụng trong nấu ăn, công dụng trong lòng đẹp, công dụng trong việc vệ sinh nhà cửa. Trời ơi đau lắm luôn ấy, chỗ này nó rất là đau này. Baking soda là một nguyên liệu quen thuộc trong các công thức làm bánh, chế biến món ăn. Không chỉ vậy, loại chất phụ gia này thì còn được chị em sử dụng trong nhiều trong làm đẹp, vệ sinh nhà cửa bởi lượng axit dồi dào nhưng cực kỳ lành tính, không gây hại đến làn da hay là sức khỏe. Anh Long, anh bảo anh thắng chưa? Dạ. Anh bảo anh thắng chưa? Đã thấy thằng thắng đâu mà bảo. Lần này gặp anh thắng thì thôi. Đã mấy phút nữa. Bởi những đặc tính tuyệt vời đó nên hiện nay baking soda được bày bán rộng rãi trên thị trường. Lợi dụng điều này, không ít cửa hàng là nhập những cái sản phẩm nó kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái để trục lợi cá nhân, khiến người tiêu dùng lo lắng khi tìm mua và từ đó đặt ra cho người tiêu dùng câu hỏi lớn: đâu sẽ là nơi bán baking soda an toàn và chất lượng nhất? Thì baking soda là gì? Baking soda nó có công thức hóa học là NaHCO3, natri bicarbonate. Loại bột này là một chất phụ gia thực phẩm thuộc nhóm INS 500. INS là hệ thống đánh chỉ số quốc tế được xác định bởi Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex dành cho từng chất phụ gia. Đây là những cái lá được làm sen với hai màu đặc trưng là màu vàng
xanh và một cái xanh đậm phía dưới sẽ tạo ra một cái hương vị làm nổi bật lên cái chiếc lá của chúng ta, tôn cho cái vẻ đẹp của cái bông, cái hại những cái quả nằm ở phía trên này. Đấy, đó là cái này thì các bạn cũng có thể mua ở các cái khu vực, các cái nơi mà bán được ở điều kiện nhiệt độ bình thường, baking soda có dạng là chất rắn màu trắng, dễ hút ẩm và tan nhanh trong nước. Và các bạn nhấn vào nút chuông phía dưới để các bạn nhận được những thông báo mới nhất cho các video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cái này mình để xem giá nó bao nhiêu. Thành phần hóa học của loại bột này là một loại axit có nguyên tố hydro trong thành phần gốc axit, nên khi tác dụng với axit sẽ giải phóng khí CO2. Bởi lý do này nên loại bột này thường được dùng để tạo độ xốp, vị thơm ngon cho các món bánh và các loại thực phẩm khác. Không chỉ vậy, với đặc tính axit nên là baking soda có tính mài mòn và loại bỏ chất bẩn cao, được dùng nhiều trong làm đẹp và vệ sinh nhà cửa. Bắt đầu video thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Khay này thì nó không có hấp đậy, nó chỉ có khay, có cặp ô ngăn riêng viên đá nhìn đến đấy rồi, nó không có hấp đậy gì. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like và một lượt subscribe nha. Bye bye mọi người.